có rất là nhiều người họ sử dụng những cái sản phẩm rất là đắt tiền, nhưng mà chưa chắc đã phù hợp với cái da của mình. Thì cái mùa này là cái da nó rất là hanh khô, thì cái sản phẩm mình sử dụng nó phải là cái sản phẩm cấp ẩm, và những cái thành phần của nó phải là từ thiên nhiên, để làm sao mà khi mình sử dụng xong nó bớt được cái nứt nẻ về da, nó làm cho cái da mình trắng sáng mịn màng hơn. Và cái thứ hai nữa, nó ngăn ngừa cái lão hóa. Thì ở cái Dakami này thì cái tác dụng của nó chính ấy, là cái việc là chống nhăn và ngăn ngừa lão hóa cho da. Thì có một số bạn hỏi là chị ơi thì dùng cái này thì nó có trắng da hay không? Chắc chắn rồi em ạ. Cái thứ nhất là mùa này thì nó không có ánh nắng trực tiếp của mặt trời nó chiếu vào da, thì em cũng đỡ bị gọi là những cái tia UV, những cái tia tử hồng ngoại nó chiếu vào da thì nó đỡ hơn. Thì em sử dụng cái này thì em sẽ trắng bật tông nhanh hơn. Và ngoài cái việc trắng bật tông lên nhanh ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho em là em sẽ bớt được những cái nếp nhăn, những cái nếp nhăn ở trên da này, rồi nó sẽ chống lão hóa cho da của em này. Và cái thành phần chủ yếu của nó là gồm có rất là nhiều những cái loại tinh dầu kết hợp với nhau, như là tinh dầu nho này, tinh dầu jojoba này. Tinh dầu jojoba là những cái loại hạt, những cái hạt tự nhiên ấy. Đấy, nó kết hợp lại với nhau, rồi là chiết xuất lô hội. Thì mọi người biết là lô hội và nho thì nó tốt như thế nào rồi. Nó gần như là mình sử dụng, mình ăn được ấy. Cái nho xanh hay là nho đen ấy, nó rất là quý hiếm. Thì họ đã nghiên cứu và họ đã lấy từ những cái thành phần của những cái quả rất là quý hiếm ở trong thiên nhiên để họ làm ra cái sản phẩm Dakami này. Thì nó rất là tốt cho da. Và tất cả những cái thành phần đó thì nó đều hỗ trợ cho cái việc là mình ngăn ngừa, cái việc là chống lão hóa và đẩy lùi những cái nếp nhăn dành cho da. Thì nghe qua cái sản phẩm này thì biết là nó phù hợp với cái đối tượng nào rồi, đúng không ạ? Với những cái đối tượng mà đã đến cái giai đoạn là chúng ta bị lão hóa về da, từ sau 25 tuổi là chúng ta đã phải chăm sóc da rồi, 30 tuổi, 35 tuổi thì càng phải chăm sóc nhiều hơn. Nhưng mà Hương nghĩ rằng bây giờ với cái thời tiết nó khắc nghiệt như thế này, và với cái chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, ăn uống của mọi người nó cũng không được đều đặn ấy, thì Hương nghĩ là hết tuổi trưởng thành là mình cũng đã phải chăm sóc da rồi. Thế nên là cái Dakami này nó phù hợp với đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần luôn. Các em gái này mình dùng được này, chị em bỉm sữa mình dùng được này, cụ các cụ độ 40-50 mà vẫn muốn gọi là nuôi dưỡng trẻ hóa da thì mình sử dụng cái Dakami này cũng rất là thích luôn. Bao nhiêu tiền một hộp kem vậy? Em ơi, 890.000 ạ. Một ngày em dùng 2 lần, buổi sáng buổi tối. Như chị Hương dùng thì cũng được độ tầm 1 tháng, cũng khá là dôi. Và vấn đề là như thế này, mỗi lần em dùng không cần được dùng nhiều đâu. Đây chị mở cho em xem cái lọ của nó luôn nhé. Đây lọ này, lọ mới, lọ chị đang dùng dở đây. Đây em ơi, một cái lọ của nó như thế này. Chị test lên tay cho em xem này. Em ơi, em nhìn thấy không? Vì nó bóng ra lên không? Nó bóng ra lên như thế này thì em chỉ cần dùng một chút thôi, chứ không cần dùng nhiều. Thế nên là nó sẽ thẩm thấu vào da và cấp ẩm cho da rất là tốt. Sản phẩm dùng tốt quá chị ạ. Đây em nhìn cái da tay thôi. Một lúc nãy thì chị bôi hơi nhiều vào mặt, thế chị hơi thừa một tí chị bôi vào tay. Và cái tay của chị em nhìn thế này, cái tay nó không có một cái nếp nhăn. Mà mặc dù nhá, chị nói thật là cái mùa này nó lạnh như này, hôm nay Hà Nội chắc chỉ độ tầm trên dưới 10 độ, mười mấy độ, nó lạnh như thế này mà tay chị nó phải nứt nẻ luôn. Nhưng mà tay chị rất là căng luôn, căng bóng mịn luôn như là da mặt của chị ấy. Thế nên là mọi người yên tâm nhé, cái kem này nó tác dụng ngay rõ rệt luôn. Tại vì là tất cả những cái thành phần của nó đều là từ những cái loại tinh dầu quý trong thiên nhiên. Có tinh dầu nho này, tinh dầu jojoba này, ở chiết xuất lô hội này. Thì thành ra là nó có một cái gì đó rất là mềm và nó cấp ẩm cho da. Mình bôi vào cái là nó thẩm thấu vào da, nó cấp ẩm cho da luôn. Nó làm cho cái da của mình đang khô mà nó thành ra là nó ẩm ướt, nó rất là thích, rất là mềm mại. Cảm giác như anh nào ngồi cạnh sờ vào tay phát là yêu luôn, kiểu đấy. Bởi vì cũng gần đến ngày Tết rồi, và mình cũng cần có những cái món quà rất là ý nghĩa như thế này để mình tặng cho những cái người yêu thương. Mình đi biếu Tết các thứ thì đây cũng là một cái sự gợi ý rất là hay ho để mình có những cái món quà dễ thương mình tặng cho đối tác này, cho khách hàng này, cho người thân, người yêu này. Thì đây, một cái hộp Dakami này mà mang tặng thì cực kỳ là sang chảnh luôn nhé, hiệu quả luôn. Xin được nói lại mọi người một chút này, cái thời gian này thì da nó rất là hanh khô, và chúng mình nhớ nhé, dù là bận bịu như thế nào thì hãy sử dụng Dakami để dưỡng da ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Giá của nó là 890.000, thành phần của nó là đều là chiết xuất từ những cái tinh dầu rất là quý từ thiên nhiên. Và ở tất cả những cái như vậy thì nó đều hỗ trợ cho cái việc mà da của bạn rất là mịn màng, trắng sáng. Và cái quan trọng nhất là cái công dụng của nó cần phải nhấn mạnh ở đây là ngăn ngừa, chống nhăn và chống lão hóa cho da.